Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 180. Muội phu. Minh Tề việc này cuối cùng cũng không giấu được thiên hạ. Tin tức Hoàng phủ Hạo chết trong tay thái tử nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Dù Văn Huệ đế cố gắng giam lòng các thị vệ của Hoàng phủ Hạo, nhưng tình thế đã trở nên không thể kiểm soát, chỉ sợ nếu không xử lý kịp thời, sẽ gây ra đại loạn. Tần Vương Phủ không thể ngồi yên chịu đựng, tin tức về cái chết của Hoàng Phủ Hạo nhanh chóng được truyền đến tai Hoàng đế Tần Quốc. Chỉ trong vài ngày, đã có sứ giả đến Minh Tề đòi Văn Huệ Đế phải giải thích, nếu không sẽ xuất binh tấn công Minh Tề. Nếu trước đây, Minh Tề có thể đối đầu với Tần Quốc, nhưng hiện tại, với đại lương đầy tham vọng ngầm giòm ngó, thêm một Tần Quốc, Minh Tề đúng là gặp đại hòa trước chứng cứ rõ ràng văn huệ đế đành phải nhốt thái tử vào ngục dù vẫn cho người chăm sóc đặc biệt nhưng việc này cũng chẳng khác nào đẩy thái tử vào tình thế khó khăn văn huệ đế tuổi đã lớn không còn quyết đoán như trước quyết định này khiến không chỉ các con trai của ông mà cả triều thần cũng đau lòng để bảo vệ bản thân dù biết thái tử bị oan ông vẫn phải nhốt thái tử vào ngục thực ra văn huệ đế không hoàn toàn trách được Ông làm vậy không chỉ để xoa dịu cơn giận của Hoàng đế Tần Quốc, mà còn để bảo vệ Thái tử khỏi sự báo thù của các thị vệ Hoàng Phủ Hảo. Ở trong mục, Thái tử sẽ được bảo vệ an toàn hơn. Đáng tiếc, quyết định này của Văn Huệ Đế không ai hiểu, ngay cả Hoàng hậu cũng không yên lòng. Vừa vào dưỡng tâm điện, Hoàng hậu đã nổi giận chất vấn, bệ hạ biết rõ Thái tử bị oan, sao lại nhốt hắn vào mục bệ hạ không nghĩ đến danh dự của thái tử sau này sao văn huệ đế nhíu mày không thích bị chất vấn như vậy nói trẫm tự có chủ trương văn huệ đế vẫn còn tình cảm với hoàng hậu vì bà là chính thê đã giúp ông rất nhiều trong việc đoạt ngôi vị nhưng bây giờ nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đã mất hết quyền lực không còn khả năng đe dọa dù vậy ông vẫn muốn giữ mối quan hệ tốt với bà vì bà là mẹ đẻ của thái tử Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Hoàng hậu nói, thái tử còn phải đối mặt với Triều thần, bệ hạ làm như vậy sẽ khiến thiên hạ hiểu lầm. Nếu là trước đây, hoàng hậu sẽ không bao giờ phản đối quyết định của Văn Huệ đế, nhưng là một người mẹ, bà không thể để con trai mình chịu oan uổng. Bà không cho phép thái tử phải mang tiếng xấu, nhất là tội danh mưu hại thái tử tần quốc. Một khi bị chứng thực, thái tử khó lòng giữ được mạng sống. Bà biết việc này cần phải giải quyết triệt để. Văn Huệ đế những ngày qua bị chuyện này làm cho đau đầu, trong lòng phiền muộn, nghe hoàng hậu vào lúc này lại thêm quấy nhiễu, không kiềm chế được nói, "Trẫm làm việc, không cần ngươi đến chỉ tay." Hoàng hậu lòng trùng xuống, bà hiểu Văn Huệ đế tính cách, liền dịu giọng, ôn nhu nói, "Thần thiếp biết bệ hạ phiền lòng, mới rồi thần thiếp quá kích động." "Thần thiếp chỉ lo lắng cho thái tử." Nhớ khi thái tử còn bé, Bệ hạ tự mình giáo dục thái tử học hành. Thái tử trong lòng, bệ hạ là anh minh thần võ nhất. Bây giờ thần thiếp cùng bệ hạ đều rõ, việc này không liên quan đến thái tử. Thái tử Ôn Nhu đôn hậu, sao có thể giết người? Nếu có giết người, cũng không ngu ngốc làm giữa ban ngày. Bệ hạ, thái tử vô tội, ngài là phụ thân của thái tử, chẳng lẽ muốn nhìn con trai mình mang tiếng xấu? Những lời này cuối cùng cũng làm dịu lòng Văn Huệ đế. Trong số 9 hoàng tử, thái tử là người ông coi trọng nhất, không muốn thái tử phải chịu oan uổng. Đúng lúc này, cung nữ báo, bệ hạ, Hiền phi nương nương đến. Hoàng hậu giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng nắm chặt hai tay. Trong cung, từ Hiền phi là người hung hăng nhất, vì bà sinh đôi hai hoàng tử, lại kiều diễm, mặc dù tính cách ngông cuồng nhưng được Văn Huệ đế sủng ái. Từ Hiền Phi vừa bước vào, liền chào Văn Huệ Đế và Hoàng Hậu, rồi cười nói, gần đây bệ hạ không thoải mái, thần thiếp đã làm chút tổ yến cho bệ hạ. Không ngờ tỷ tỷ cũng ở đây. Hoàng Hậu cười nhạt, không muốn nhiều lời. Nhưng Hiền Phi không bỏ qua cơ hội, nhìn Hoàng Hậu nói, tỷ tỷ đến gặp bệ hạ, chắc là vì chuyện của Thái Tử. Văn Huệ Đế chưa kịp nói gì, Hoàng Hậu đã giận dữ, muội muội quản rộng quá rồi đấy. Từ Hiển Phi che miệng cười, nhìn Văn Huệ Đế không nói lời nào, rồi liếc mắt sang Hoàng hậu, Từ Tốn nói: "Đúng là như vậy, những chuyện này muội muội không nên can thiệp." Nhưng Bệ hạ vì việc này mà lo lắng, tỷ tỷ sao lại không thông cảm, lại đến làm phiền bệ hạ vào lúc này?" Nàng bảo cung nữ đặt rổ tay xuống, tiếp tục nói: "Chuyện thái tử không chỉ liên quan đến một mạng người. Tần Quốc thái tử đang yên lành lại chết." ngày đó chỉ có thái tử và tần quốc thái tử ở đó muội muội tin rằng thái tử sẽ không làm việc này nhưng có bằng chứng gì không nếu không có bằng chứng làm sao thuyết phục mọi người tần quốc cũng rất khẩn trương nếu bệ hạ nghe lời tỷ tỷ và thả thái tử ra tần quốc sẽ không biết điều đó gây ra bao nhiêu sóng gió tỷ tỷ không chỉ nên nghĩ cho mình và thái tử mà còn phải nghĩ cho thiên hạ thương sinh lời nói của từ hiền phi khiến hoàng hậu tức giận thay đổi sắc mặt câm miệng hoàng hậu giận dữ nói từ hiền phi tỏ vẻ sợ hãi lui về phía sau một chút ủy khuất nhìn văn huệ đế nói bệ hạ thần thiếp hảo tâm khuyên bảo tỷ tỷ mà tỷ tỷ lại không cảm kích thần thiếp thực sự là bị oan văn huệ đế vô cùng bực bội không muốn nhìn thấy ai vào lúc này hắn biết từ hiền phi đang khích bác nhưng lời của nàng không phải không đúng chuyện của thái tử liên quan đến tần quốc minh tề lúc này không thể mắc sai lầm nếu không xử lý tốt hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nghĩ đến đây văn huệ đế càng thêm phiền muộn khi nghĩ về thái tử mất kiên nhẫn với hoàng hậu và từ hiền phi nói đều lui xuống trẫm cần yên tĩnh một mình hoàng hậu khó khăn lắm mới khiến văn huệ đế mở lời không muốn bị từ hiền phi quấy dày làm hỏng chuyện nhưng từ hiền phi nhanh miệng nói trước bệ hạ không muốn bị quấy dày thần thiếp xin lui xuống trước mong bệ hạ bảo trọng long thể đừng vì việc này mà tổn thương thân thể văn huệ đế không ngẩng đầu chỉ vẫy tay ra hiệu hoàng hậu dù không muốn cũng phải cùng từ hiền phi lui ra ra khỏi dưỡng tâm điện hoàng hậu nhìn từ hiền phi cười lạnh nói bản cung biết ngươi đang nghĩ gì nhưng con trai ngươi sẽ không bao giờ thay thế được con trai của bản cung. Từ hiền phi cười, tỉ tỉ nói vậy, thật làm khó muội muội. Thái tử Kim Tôn Ngọc Quý, muội muội chỉ mong hắn tốt. Huynh đệ bọn họ hòa thuận, nói gì đến thay thế hay không? Nàng lại cười khúc khích, nhìn hoàng hậu buồn bực, nói, muội muội muốn thay thế, là tỷ tỷ. Rồi vuốt châu hoa trên tóc, kiêu xa rời đi. Hoàng hậu đứng lại, tức giận cắn răng. Chuyện Hoàng hậu và Từ Hiền Phi vào dưỡng tâm điện nhanh chóng lan truyền. Đồng Thục Phi ngồi trên giường nhỏ, nghe thị nữ đánh đàn. Khúc nhạc cao sơn lưu thủy, tiếng nước suối lanh canh, cao sơn nguy nga, tạo nên bức tranh tuyệt vời. Nàng không thích tranh đoạt, tin Phật, khi không ở Phật đường thì ở thiên điện theo hoa, nghe cầm. Không giống các phi tử khác, nàng như người ngoài thế tục. Bốn phi tử trong cung, nàng bị lãng quên nhất, thật khiến người ta ngạc nhiên làm sao nàng thành một trong bốn phi tử. Dưới chân nàng, nam nhân mặc cẩm bào xanh ngọc, cười nhẹ, nghiêng đầu lắng nghe, như đắm chìm trong tiếng đàn. Khi khúc nhạc kết thúc, thị nữ cảm tạ, đồng thục phi phất tay, cung nữ đưa tiền thưởng, tiễn thị nữ đi. Thiên điện vắng người, phó tu nghi cười nói, mẫu phi hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Hoàng hậu không yên lòng đồng thục phi cười tự đi dưỡng tâm điện cầu xin cho thái tử hiền phi cũng theo bây giờ hai người họ trở mặt đương nhiên đáng vui mừng phó tu nghi cười thái tử chán nản hiền phi đương nhiên không bỏ qua cơ hội chu vương và tĩnh vương muốn thay thế thái tử hiền phi sẽ ra sức đáng tiếc cũng không phải cách tốt đồng thục phi nhấp ngụm trà không có tranh chấp làm sao để ngư ông đắc lợi mẹ con họ cùng cười. Phó tu nghi ngũ quan giống đồng tục phi, thường ngày lạnh lùng, lúc cười thì dịu dàng, khiến người ta không cảnh giác. Đồng tục phi hỏi, ngươi gần đây thế nào? Phó tu nghi cười, phát hiện chút bí mật thú vị, đang điều tra, nghĩ không lâu nữa sẽ có kết quả. Đồng tục phi trách yêu, ngươi xưa nay có chủ kiến, ta cũng không nhiều lời. Đến bây giờ, ngươi cũng nên lấy vợ tuổi không nhỏ, kéo dài sẽ bị coi là bè phái. Hiền phi mong ngươi lấy nữ tử không quyền không thế làm vương phi. Đồng Thục phi thở dài, trước đây Thẩm Diệu luyến mộ ngươi, vốn định nếu nàng vẫn luyến mộ sẽ cho nàng vào cửa, ngươi có thêm trợ lực từ thẩm gia. Nhưng thế sự vô thường, nàng đổi tính, bây giờ thẩm gia hôn sự, ngươi cũng khó mà thành. Phó Tu nghi cười, ta không lấy ai, Minh Tề cũng không ai lấy được Thẩm Diệu ngoài thái tử, ai liên quan đến thẩm gia, đều rước ngờ vực từ phụ hoàng. Thái tử chắc thắng, không ngờ biến cố, khoảng chừng là ông trời đứng về phía ta. Hắn không tiếc nuối, chỉ nói, quan gia quyền thế sẽ không kết thân với thẩm gia, thẩm diệu không chắc gà tốt. Đồng thục phi cảm thán, không sai. Rồi nhớ ra, thái tử lần này té ngã nặng nề. Hoàng phủ hạo sự việc không dễ hiểu rõ, người nghĩ chu vương tĩnh vương làm hay ly vương phó tu nghi không kết bè đảng không tin anh em luôn một mình trước đây chu vương và ly vương đánh nhau dữ dội nay văn huệ đế muốn đỡ thái tử còn định kết thân với thẩm gia chu vương và ly vương sốt ruột ai ngờ thái tử đột nhiên xuất hiện thái tử trở thành kinh địch đương nhiên phải tận lực loại bỏ thái tử sát hại hoàng phủ hạo ai cũng thấy kỳ lạ tám chín phần là bị mưu hại xét ra, Chu Vương và Ly Vương khả năng lớn nhất. Nhưng nếu hành động trắng trợn như vậy, dường như không phù hợp với phong cách của hai người này. Phó Tu Nghi lắc đầu nói, không hẳn là do bọn họ gây ra. Đồng Thục Phi nghe vậy, sừng sốt, hỏi, nếu không phải bọn họ, thì còn ai khác có thể làm điều đó? Trong đầu Phó Tu Nghi liền hiện lên hình ảnh của Duệ Vương và Thẩm Diệu giữa Duệ Vương và Thẩm Diệu nhất định có mối quan hệ bí mật nào đó. Tuy không rõ ràng mối quan hệ này thực sự là gì, nhưng mọi sự việc liên quan đến Thẩm Diệu đều có dấu hiệu của một cao nhân đứng sau chỉ điểm, người này chính là Duệ Vương. Trước đó, Văn Huệ Đế đã để Hoàng hậu thăm dò Thẩm gia, tung ra tin đồn Thẩm Diệu sẽ phải gả vào phủ Thái tử. Không lâu sau, Duệ Vương liền trở về thuyết phục Văn Huệ Đế, khiến ngài từ bỏ ý định để Thẩm Diệu lập tức xuất giá. Hiện tại, sự việc rõ ràng nhắm vào thẩm diệu, khi Hoàng Phủ Hạo và Thái Tử lưỡng bại câu thương, thẩm diệu lại bình yên vô sự. Nghe nói ngày đó thẩm diệu cũng định đến dịch phượng các, nhưng nửa đường gặp một lão phụ làm lỡ canh giờ. Làm sao có thể trùng hợp như vậy, chẳng lẽ lần này cũng là do Duệ Vương đứng sau thao túng? Nếu quả thực là Duệ Vương gây ra, dám trắng trợn hành động như vậy giữa minh tề, mưu kế nhắm vào hai thái tử, thì đúng là khiến người ta phải e sợ thấy phó tu nghi trầm ngâm đồng thục phi hỏi sao vậy phó tu nghi lấy lại tinh thần nói không có gì rồi đột nhiên đứng dậy nói với đồng thục phi nhi thần chợt nhớ ra còn chút việc cần giải quyết xin cáo từ mẫu phi chính sự quan trọng hơn đồng thục phi đáp người đi lo việc của mình trước đi ở một nơi khác Quý Vũ Thư và Cao Dương cuối cùng cũng được thả khỏi nhà giam. Mấy ngày qua, cả hai đều trải qua đủ loại cực hình trong lao ngục. Cao Dương thì còn chịu được, nhưng Quý Vũ Thư thì thân kiều thịt mỏng, gầy hốc hác đi trông thấy. Mỗi ngày trong tù ăn không ngon, không gầy mới lạ. Khó khăn lắm mới được thả, hai người cầm tay nhìn nhau mà nước mắt trực trào. Quý Vũ Thư nói, ta cần phải về phong tiên hiệu cầm đồ tắm rửa và thay quần áo, Tạm biệt ở đây. Dứt lời, liền như một làn khói chạy đi. Cao Dương thở dài, nhìn mình xám xịt, cảm thấy thoát lực. Tạ Cảnh Hành dĩ nhiên vô tình đến nỗi đưa bọn họ vào tháp lao. Tháp lao vốn là nơi ngay cả Thiết Y lần đầu vào cũng không có chỗ ở. Quý Vũ Thư trở về phong tiên hiệu cầm đồ, bảo Hồng Loan chuẩn bị nước tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn chút điểm tâm, sau đó mới trở lại thư phòng. Vừa vào phòng, suýt chút nữa bị bụi phủ làm cho nghẹt thở quý vũ thư vốn không cho ai vào phòng vì có nhiều cơ mật mấy ngày qua không có người quét dọn quý vũ thư định nhờ hồng loan dọn dẹp nhưng lại từ bỏ ý định và tự tay quét dọn không dễ dàng dọn sạch sẽ quý vũ thư ngồi xuống trước bàn bắt đầu lật xem chồng thư dày đặc trên bàn đến khi xem đến bức thư cuối cùng quý vũ thư bỗng nghiêm mặt khi đọc bùi lang bị phó tu nghi nhốt lại thân phận của Bùi Lang bị bại lộ. Chuyện lớn như vậy xảy ra, có ai biết không? Có ai cứu giúp không? Quan sát Bùi Lang là hành động cá nhân của Quý Vũ thư. Anh ta luôn thắc mắc tại sao Thẩm Diệu lại cử Bùi Lang làm gián điệp bên cạnh Phó Tu Nghi. Dù Bùi Lang có tài hoa, nhưng công việc gián điệp đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối. Thẩm Diệu không lo lắng Bùi Lang sẽ bị mua chuộc sao? Quan hệ giữa Thẩm Diệu và Bùi Lang cũng không đặc biệt Tại sao lại quyết định như vậy? Quý Vũ thư định ra ngoài báo tin cho Tạ Cảnh Hành, nhưng rồi dừng lại. Tam ca sẽ không nhốt ta nữa chứ? Quý Vũ thư lẩm bẩm. Tạ Cảnh Hành nhốt Quý Vũ thư và Cao Dương vì bọn họ quên thông báo chuyện Hoàng hậu Triệu Thẩm Diệu vào cung để thăm dò việc gả cho thái tử. Tạ Cảnh Hành liền trực tiếp nhốt cả hai vào tháp lao. Tam ca rất coi trọng Thẩm tiểu thư. Bùi lang dường như cũng có ý với thẩm tiểu thư và muốn cưới cô ấy. Nếu là tình địch, hiện tại nói cho Tam Ca liệu có bị đánh không? Tam Ca chắc chắn không muốn cứu hắn. Quý Vũ Thư tự nhủ, không cần nói cho Tam Ca chuyện này, để hắn ở thêm vài ngày đi. Quý Vũ Thư tự cho rằng hành động của mình là đúng, không biết rằng điều đó sẽ gây biến đổi thế nào trong tương lai. Thẩm Khâu và La Lăng, với vai trò thống lĩnh binh bộ thành thủ, mấy ngày nay vô cùng bận rộn cái chết của hoàng phủ hạo để lại hàng loạt vấn đề lớn đối với những thị vệ của tần vương phủ nếu giết họ sẽ khiến tần quốc hoàng đế bất mãn nhưng nếu không giết họ sẽ đòi công lý cho hoàng phủ hạo khiến lời đồn thái tử là hung thủ giết người lan truyền trong bách tính làm định kinh rơi vào tình trạng hỗn loạn người ngã ngựa đổ giết không được chỉ còn cách giam lỏng nhưng thị vệ của tần thái tử đều là những người tần quốc hoàng đế tự mình chọn lựa để bảo vệ hoàng phủ hảo bản lĩnh vượt trội không phải người bình thường hôm nay có thể bảo vệ tần vương phủ sáng mai có thể nghĩ cách trốn thoát để tránh khỏi rối loạn quân phòng thành phải tăng gấp đôi lực lượng tuần tra quanh định kinh lo sợ những thị vệ tần quốc vì tức giận mà làm hại bách tính vô tội sau một ngày bận rộn trời đã gần trạng vạng khi thẩm khâu và la lăng cùng nhau đi trên đường. Đáng lẽ, định kinh vào thời điểm này phải náo nhiệt, nhưng do sự việc của Hoàng Phủ Hảo, dân chúng đã được căn dặn đóng cửa về nhà sớm, khiến con đường trở nên vắng vẻ dù trời chưa tối hẳn. Thẩm khâu thở dài, nếu hình bộ không tìm ra biện pháp, thành thủ bị cũng không thể chịu nổi. Thái tử bị nhốt trong lao, một bên là tần quốc hoàng đế hùng hổ đòi câu trả lời, một bên là văn huệ đế không nỡ rời bỏ đích trường tử duy nhất của mình, khiến bách tính phải chịu khổ. Cái Tết này không yên ổn rồi. La Lăng lắc đầu, dù kết quả thế nào, định kinh e rằng sẽ rối loạn. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương. Thẩm khâu nói, bỏ qua chuyện đó, hôm qua ta nghe nương nói, chuyện hôn nhân của muội muội lại được đem ra bàn bạc. Mặc dù thái tử không cần lo lắng tạm thời, nhưng thế cuộc càng dối ren càng có nhiều người muốn kéo thẩm ra vào phe mình muội muội thân phận đặc thù khó tránh khỏi bị nhắm tới nếu không sớm định ra hôn sự sau này sẽ không tốt la lang nghe vậy ngạc nhiên một chút chưa kịp nói gì thì nghe thẩm khâu hỏi biểu đệ ngươi nghĩ sao ta la lang mặt đỏ lên ý nghĩ của ta biểu ca đã sớm biết rồi thẩm khâu cười ngươi cũng là người luyện võ theo cựu cữ cữu lớn lên trong quân, nói chuyện không cần phải như những văn nhân. Ta thấy ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có da mặt mỏng. Chuyện như thế này, ngươi không nói rõ với muội muội, chẳng lẽ muốn muội muội chủ động tìm ngươi sao? La Lăng cười ngượng ngùng. Thẩm Khâu Ân cần khuyên bảo, muội muội ta bề ngoài có vẻ ôn hòa nhu thuận, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo quật cường. Nếu ngươi muốn muội muội chủ động tìm ngươi, sợ là không thể nam tử hán đại trượng phu, yêu thích thì nói thẳng ra. Dù ngươi không mạnh bằng ta, thẩm khâu nhìn la lăng với chút khinh thường, nhưng trong tình thế hiện tại, ngươi làm muội phu ta cũng chấp nhận. Thẩm khâu nói đầy hào khí, la lăng càng thẹn thùng, nói, nhưng phải để biểu muội đồng ý mới được. Ngươi không nói, muội muội làm sao biết ngươi nghĩ gì? Thẩm khâu trợn mắt, trước hết, ngươi phải tìm cơ hội nói rõ với muội muội, ngươi nghĩ thế nào? biểu đệ, ta nói thực lòng, Tô Minh Phong không hợp, ta không thích hắn. Phùng Tử Hiền, lần trước Phùng gia hại muội muội suýt chết, không thể chấp nhận. Nói đi nói lại, chỉ có ngươi là tốt nhất. Đa tạ biểu ca, la lăng cười, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ. Thẩm khâu định nói thêm gì đó thì thấy một con tuấn mã từ đầu phố chạy tới. Con ngựa lông bóng loáng, nổi bật giữa trời chạm vàng khiến thẩm khâu và la lăng không thể rời mắt. Người cưỡi ngựa cũng oai hùng, phong thái xuất trần. Khi đến gần thẩm khâu và la lăng, người cưỡi ngựa ghim ngựa lại, tuấn mã dựng móng trước, người trên lưng ngựa vẫn ngồi vững, hiển nhiên thuật cưỡi ngựa rất siêu quần. Thẩm khâu không kìm được thốt lên, đẹp quá. Người cưỡi ngựa nói, thẩm thiếu tướng quân. Thẩm khâu sững sờ. Trên lưng ngựa là một người mặc tử kim lưu bào, khuôn mặt che bởi mặt nạ bạc, lộ ra đường viền đẹp đẽ. Cầm trơn bóng, môi mỏng hơi vỉnh, một đôi mắt nhìn xuống, mang mấy phần tựa như cười mà không phải cười. Duệ vương điện hạ, thẩm khâu và la lăng vội vàng chắp tay. Họ đã gặp Duệ vương tại chiều, nhận ra bộ trang phục này là của Duệ vương, huống hồ khí chất lười nhác sơ cuồng này chỉ có thể là Duệ vương. Duệ vương nói, không cần khách khí mới vừa rồi nhìn nhầm, không ngờ thực sự là thẩm thiếu tướng quân, nên dừng lại chào hỏi. Hắn chỉ nói với thẩm khâu, không để ý la lăng. Thẩm khâu thụ sủng nhược kinh, Duệ Vương vốn không để ai vào mắt, lại chủ động chào hỏi hắn. Hắn vừa cảnh giác vừa tự đắc, nghĩ rằng uy danh của mình đã vang xa đến mức đại lương Duệ Vương cũng muốn kết giao. Nhưng không nhận ra la lăng sắc mặt tái nhợt. Duệ Vương bên hông có một viên bình an rơi, nhìn rất quen thuộc. 181. Định tội. Bình an trụy hoa văn vô cùng đặc biệt, dễ dàng nhận ra ngay lập tức. La lăng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn hỏi, xin hỏi duệ vương điện hạ, bên hông bình an trụy này đến từ đâu? Cuối mùa thu, hơi ngạc nhiên nhìn la lăng một chút. La lăng là người rất có chừng mực, thường ngày vô cùng trầm ổn, nhưng hiện tại lại lỗ mãng hỏi duệ vương, có phần mạo phạm. Duệ vương bắt chuyện với ngươi là do tâm tình tốt, đó là vinh hạnh của ngươi. Ngươi chủ động chào hỏi, còn phải xem người ta có muốn để ý đến ngươi hay không. Không ngờ hôm nay Duệ vương lại đặc biệt nể tình, hắn cởi bên hông bình an trị, thưởng thức xoay một vòng trong tay, lười biếng cười nói, cái này là một vị cô nương tặng ta. Thẩm khâu, Duệ vương hôm nay nói cũng quá nhiều rồi những chuyện tình yêu này sao lại kể trước mặt người không quen biết thẩm khâu rất lúng túng biết nhiều chuyện quá có khi lại chết sớm hắn hoàn toàn không hứng thú với việc riêng của duệ vương la Là lăng làm gì mà hỏi những chuyện không liên quan này la lăng sắc mặt càng trắng bệch không thể rời mắt khỏi bình an trụy trong tay duệ vương nhưng duệ vương chỉ liếc hắn một cái rồi tiện tay treo lại bình an trụy bên hông hắn nói với thẩm khâu bản vương còn có việc, không thể nhiều lời với thẩm tướng quân. Sau này nếu có rảnh, thẩm tướng quân có thể đến phủ duệ vương ngồi một chút. Hắn cười như không cười mở miệng, bản vương rất muốn cùng thẩm tướng quân luận bàn một hồi. Dứt lời, hắn kéo dây cương, ngựa cất vó, tiêu sái rời đi. Thẩm khâu hai người đứng ngây ra tại chỗ. Thẩm khâu lẩm bẩm, duệ vương muốn lôi kéo ta sao? Đang yên lành, duệ vương sao lại muốn mời hắn đến phủ chơi thẩm khâu dám chắc duệ vương chưa từng nói lời này với các hoàng tử minh tề tuy rằng võ công của hắn xuất chúng có thể duệ vương nhìn chúng võ nghệ của hắn thẩm khâu vừa đắc chí chợt nhìn thấy la lăng với sắc mặt kỳ lạ cảm thấy kỳ quái hắn hỏi biểu đệ ngươi làm sao vậy thân thể không khỏe sao sắc mặt khó coi thế la lăng lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười không có gì trở về thôi được thẩm khâu lại liếc mắt một cái nơi duệ vương biến mất cuối con đường nói xem ra duệ vương rất yêu thích cô nương kia lại đem tín vật đính ước bên người treo ở bên hông không biết là nhà ai cô nương có vinh hạnh này chỉ sợ nằm mơ cũng phải cười tỉnh rồi thẩm khâu không nhận ra trên đường về la lăng bước chân lảo đảo như bị đà kích rất nặng quả nhiên như dự liệu hoàng phủ hạo bị ám sát ở minh tề gây ra nhiều phiền phức người phe thái tử dù vẫn giải oan nhưng hình bộ chậm chạp không có động tĩnh tựa như muốn giam thái tử mãi mãi hành động của văn huệ đế khiến triều thần có đánh giá mới người đi trà lạnh thái tử vừa vào ngục một số người thấy không ổn liền đầu quân vào các hoàng tử khác triều đình lại thay đổi đây là chuyện sau không đề cập tới đêm phong hàn giữa ban ngày La Đàm cùng La Tuyết Nhạn ra ngoài mua vải vóc, nói rằng cả hai là đại cô nương, cần thêm xiêm y mới, đi dạo khắp định kinh thành. Khi về đến phủ, dù thẩm diệu mệt mỏi, cũng thấy vài phần mệt nhọc. Sau khi để kinh chập và cốc vũ chuẩn bị nước, thẩm diệu rửa giấy xong, bước ra thấy trong phòng có thêm một người. Tạ cảnh hành quay đầu lại nhìn thấy thẩm diệu mặc trung y, tay cầm khăn lau tóc ướt thiếu nữ bây giờ không giống hai năm trước, vóc người nhỏ nhắn nhưng như nụ hoa chờ nở, ngây ngô mà thơm ngát. Trung y rộng hơi ướt, tựa như có thể nhìn thấy vóc người yếu điệu bên trong, dưới ánh đèn, nàng môi hồng răng trắng, đôi mắt như phủ hơi nước, tóc ẩm ướt dán vào gò má, càng nhìn càng thấy như tuyết trắng. Tạ cảnh hành mở mắt, thẩm diệu chưa phản ứng, chỉ thấy một chiếc áo choàng dày bay tới, suýt nữa làm nàng lảo đảo đối với ôm chặt áo choàng, thẩm diệu tức giận nói, ngươi làm gì? Mặc vào, tạ cảnh hành cau mày, cảm lạnh không ai quản. Thẩm diệu tức giận, người này luôn có thể nói lời hay làm người ta chán ghét. Dù nàng cũng cảm thấy chút lạnh, liền mặc áo choàng vào. Tạ cảnh hành lúc này mới quay đầu nhìn nàng một chút, thấy thẩm diệu dường như không để ý trong phòng có thêm một nam nhân, vẫn tiếp tục rào tóc như thường, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên đừng trách thẩm diệu không có phần tâm tư này kiếp trước nàng ái mộ phó tu nghi nhưng chỉ là mong muốn đơn phương cả hai chưa từng tình nguyện phó tu nghi khi đối diện với nàng nhiều nhất chỉ là cảm tạ và tôn trọng những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tim đập hoàn toàn không có sau đó nàng trở thành hoàng hậu mỗi ngày đối mặt với ba ngàn giai lệ trong cung nhìn thấy nhiều nhất là thái giám bởi vậy nàng không cảm thấy mình có gì không thích hợp nàng vừa rào tóc vừa đi tới ngồi xuống thấy tạ cảnh hành đang đăm chiêu đánh giá mình không hiểu sao mặt nàng nóng lên liền hỏi nhìn cái gì cứ tưởng ngươi sẽ không thẹn thùng tạ cảnh hành lười biếng nói cũng tốt cuối cùng ta cũng yên tâm thẩm diệu không hiểu ra sao tạ cảnh hành chống cằm đánh giá nàng hỏi tìm ta làm gì hôm nay thẩm diệu nhờ tòng dương nghĩ cách gọi tạ cảnh hành đến trong phòng có người truyền tin không dùng phí hoài chỉ là tòng dương thực sự có tác dụng giờ tạ cảnh hành đã tới thẩm diệu rừng rào tóc do dự một chút mới hỏi bùi tiên sinh hồi lâu không có tin tức người có thể giúp ta hỏi thăm định vương phủ xem bùi tiên sinh có vấn đề gì không thẩm diệu nói bùi tiên sinh với chút do dự nàng chưa từng chủ động nói về bùi lang với tạ cảnh hành nhưng với thủ đoạn của tạ cảnh hành có lẽ đã rõ ràng mối quan hệ giữa nàng và bùi lang Trước đây Bùi Lang thường truyền tin, nhưng gần đây không có tin tức, thẩm diệu đoán có vấn đề. Nếu không có tạ cảnh hành, nàng sẽ trực tiếp tìm phong tiên hiệu cầm đồ, nhưng có tạ cảnh hành, nàng giao việc này cho hắn. Nghe vậy, tạ cảnh hành ánh mắt dừng lại một chút, nhìn nàng sâu xa, bùi lang. Người rất quan tâm hắn. Thẩm diệu co mày, ta không phải người qua cầu rút ván. Dù kiếp trước bùi lang có làm nàng bất mãn, nhưng kiếp này Bùi Lang đứng cùng phe với nàng, nàng không thể làm chuyện xảo trá. Tạ cảnh hành hững hờ gật đầu, được, ta sẽ hỏi thăm. Thầm diệu, sao lại cảm thấy tạ cảnh hành chỉ thuận miệng khách sáo? Hai người yên lặng không nói, bầu không khí có chút lúng túng, thầm diệu chuyển hướng câu chuyện, nghe nói thái tử vẫn chưa được thả, trong cung hiện tại tình hình thế nào? Tạ cảnh hành liếc nàng một cái, nói, không cần lo lắng, Thái tử sắp xong rồi. Thẩm Diệu sững sờ, cái gì? Tần Quốc hoàng đế đã hạ tối hậu thư cho lão hoàng đế, nếu không xử lý thái tử để báo thù cho hoàng phủ Hạo, sẽ xuất binh tấn công Minh Tề. Tạ Cảnh Hành nhìn lá trà chìm nổi trong chén, giọng điệu lạnh nhạt, trong tình huống này, lão hoàng đế không dám mạo hiểm. Thẩm Diệu nói, đã hạ tối hậu thư sao, chẳng trách. Nhưng, nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Cảnh Hành, Lời này nói nhanh như vậy, có lẽ Hoàng đế Tần Quốc không điều tra kỹ, chắc chắn muốn thái tử làm hình nhân thế mạng. Lẽ nào hắn không muốn bắt đúng hung thủ giết con trai mình? Thẩm Diệu nghĩ, dù đoán được kết quả này, nhưng cũng không ngờ nhanh như vậy. Dù sao cái chết không phải chuyện nhỏ, Tần Quốc Hoàng đế phải tra một chút, Văn Huệ đế và đối phương cũng phải rằng co một quãng thời gian. Tạ cảnh hành cười, ngây thơ. Thẩm Diệu, lâu rồi không ai nói nàng ngây thơ. Chỉ nghe tạ cảnh hành nói, hoàng gia chỉ quan tâm kết quả, chân tướng không quan trọng, hoàng phủ hạo không thể sống lại. Hắn thưởng thức chén trà, nhàn nhạt mở miệng, tần quốc mất thái tử và công chúa, không hẳn không có hoàng tử khác, nhưng hiện tại triều chính vì chuyện này rối loạn. Tần quốc đề phòng minh tề, muốn minh tề trả giá. Mặc kệ thái tử có phải là hung thủ, thái tử nhất định phải chết. Tạ Cảnh Hành cười lạnh, chỉ có Thái tử chết, Minh Tề và Tần Quốc mới huề nhau. Thẩm Diệu lòng hơi lạnh. Tạ Cảnh Hành nói đúng vô tình, nhưng cũng xé toang lớp mặt nạ. Minh Tề và Tần Quốc vốn ngang tài ngang sức, nay Tần Quốc mất Thái tử, Hoàng tử tranh quyền làm triều chính hỗn loạn. Minh Tề nếu cẩn thận sẽ tránh được phản ứng phẫn nộ. Dù sao người trong đầm lầy không nghĩ cách thoát ra mà kéo người khác vào đồng cam cộng khổ lấy lợi ích ràng buộc nhau cũng lấy lợi ích tính toán văn huệ đế thấy rõ điểm này nên thái tử sẽ trở thành quân cờ cân bằng minh tề thêm một thái tử liền xóa đi thái tử dù tiếc vì thiên hạ giang sơn phải không tiếc thẩm diệu trầm mặc tạ cảnh hành cười một mũi tên hạ hai chim ngươi làm không tệ thẩm diệu nói ta chỉ phụ trách ý tưởng ngươi mới là công thần. Kế hoạch do thẩm diệu nghĩ ra, tạ cảnh hành hoàn thiện, tạ cảnh hành có nhiều người tài, tính toán thái tử và hoàng phủ hạo không giống nhau, thời gian chính xác, diễn kịch vừa đúng, không dễ hoàn thành. Thẩm diệu cho rằng, công lao lớn nhất là của tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành mỉm cười, không tỏ ý kiến. Nói thêm một lúc, thẩm diệu tóc đã khô, đánh hai cái ngáp, tạ cảnh hành thấy thế liền định rời đi. Trước khi đi, Thẩm Diệu đột nhiên gọi lại hắn, do dự một chút, rồi hỏi: "Vinh Tín công chúa gần đây có tìm ngươi không?" "Không có." Tạ Cảnh Hành nhíu mày. "Vậy ngươi dự định làm sao?" Tạ Cảnh Hành không quay đầu, lướt ra khỏi cửa sổ, ném lại ba chữ: "Không làm sao." Thẩm Đông Lăng cùng Vương Bật bị nhốt ở ngục giữa. Văn Huệ đế không rõ là cố ý công bằng hay chỉ lung tung bắt người nhưng không đụng đến những người khác trong vương gia nhưng điều đó không có nghĩa là tình hình đã tốt lên viên ngoại lang phủ chỉ có vương bật là dòng độc đinh nếu vương bật xảy ra chuyện vương gia cũng xong ngục tốt không bao giờ đối xử tốt với hai người này trong ngục chứa đầy những người quyền cao chức trọng một khi thất thế đều thua viên ngoại lang không phải đại quan chẳng có lý do gì để được đối xử tốt thẩm đông lăng vô cùng lúng túng trước đây nàng giấu trong lòng giấc mộng thăng tiến nhưng không ngờ kết cục lại như vậy khi còn trong phú quý nàng và vương bật tương kính như tân hòa thuận nhưng khi gặp chuyện những vết rách và mâu thuẫn ẩn giấu đều bộc lộ vương bật chỉ trích thẩm đông lăng vì kế hoạch phẩm hương ý đồ là do nàng đề xuất ai ngờ lại khiến cả hai bị giam vương bật không ngu thái tử chưa được giải cứu tình cảnh của họ có thể tốt hơn được không quan trọng nhất, thái tử là chữ quân, còn có hoàng hậu lo lắng. Vương gia không có gì ngoài người thừa kế không thể bại lộ. Thẩm Đông Lăng chỉ biết biện minh, nàng đâu hiểu hoàng phủ hạo chết đột ngột, đây là âm mưu. Có người muốn hại thái tử, kéo luôn hai người họ vào. Thẩm Đông Lăng vô tội. Hôm nay, ngục tốt đến đưa cơm, khác hẳn thường ngày. Cơm nước rất mới mẻ, thậm chí có thịt. Thẩm Đông Lăng mừng rỡ, mấy ngày nay họ ăn cơm lao khổ, cứng và khó nuốt, đột nhiên có bữa thịnh soạn, nàng hỏi, đại ca, đây là cho chúng ta. Ngục tốt liếc nhìn nàng, cười quái dị, phải, cho các ngươi. Vương bật đột nhiên ý thức được điều gì, biểu hiện khó coi, hỏi, đại ca. Đây là ý gì? À, cuối cùng cũng có người hiểu. Ngục tốt nói, ăn xong bữa cuối này, tốt lên đường. Thẩm Đông Lăng đánh rơi đôi đũa, không thể tin vào tai mình. Vương bật ngồi bệt xuống đất, như đã ngờ tới, trong nháy mắt bị rút hết sức lực, không thể đứng dậy. "Đại ca, chuyện gì thế này?" Thẩm Đông Lăng đột nhiên kích động, không tin được sự thật này, giọng nàng vặn vẹo, "Khi nào chúng ta được thả? Chúng ta bị oan, Tần thái tử bị ám sát không liên quan đến chúng ta. Đã giam lâu vậy, chuyện chưa rõ sao?" khi nào thả chúng ta về nàng nói nhanh và gấp như để xua tan nỗi hoảng sợ vương bật lần đầu thấy thẩm đông lăng thất thố như vậy hắn ngơ ngác không nói gì ngục tốt nhíu mày lùi lại hai bước không nhịn được nói đừng nói các ngươi thái tử điện hạ cũng đã bị định tội các ngươi còn nói vô tội vương bật choáng váng hỏi thái tử điện hạ nhận tội ngục tốt hừ một tiếng nói phải mặc kệ có oan uổng, các ngươi cùng thái tử ở cùng nơi, cũng coi như phúc khí. Lại nói, ngục tốt cười ác ý, dù các ngươi vô tội, vương gia buôn lậu muối cũng không phải tội nhỏ. Vương bật run rẩy hỏi, chuyện này, sao lại biết? Ta làm sao biết? Ngục tốt khoát tay, bên ngoài đồn vậy. Hắn liếc nhìn vương bật, nói, nghe nói phái người đến vương gia, vàng bạc chất đầy dương, mang cả buổi trưa hưởng phú quý, đời này không thiệt thòi, đừng nghĩ khác, an tâm ăn rồi chén cơm này, kiếp sau đầu thai vào nhà tốt. Thẩm đông lăng nghe mà lòng lạnh ngắt, nếu còn một tia hy vọng, khi vụ buôn lậu muối bị lộ, nàng và vương bật không còn đường sống. Quốc khố chống vắng, văn huệ đế thiếu tiền, vương gia buôn lậu muối giàu có, không trừng phạt sao cam tâm, đã bị bắt, không ai chạy thoát. Thẩm Đông Lăng cảm thấy trời đất quay cuồng, nàng trăm phương ngàn kế cùng thẩm nguyệt hoán thân vì chính mình chủ tính đối với vương gia rất hài lòng vương gia tuy không quyền thế cuồn cuộn nhưng có tiền ăn mặc không lo ngày tháng tốt đẹp nhưng giờ sao lại rơi vào ngục phú quý xem như mây khói nàng không cam lòng nếu không vì nàng có phải đã tránh được kiếp này hoàng phủ hạo sẽ không chết thái tử không oan họ cũng không thành vật hy sinh tại sao ngày đó nàng muốn tính toán thẩm diệu biết rằng đối nghịch thẩm diệu không có kết quả tốt tại sao vẫn đụng phải vỡ đầu chảy máu thẩm diệu đúng rồi thẩm diệu chuyện đến bước này nhất định thầm diệu ở sau lưng ra tay thẩm đông lăng bỗng hiểu ra nàng từ tay áo cởi vòng tay trang sức khi vào ngục đã đưa ngục tốt vòng tay này là ngày xuất giá vương phu nhân tặng quý trọng vô cùng có thể mua cửa hàng nàng nhét vào tay ngục tốt khẩn thiết nói làm phiền đại ca giúp ta một việc tìm ngũ muội muội truyền thư nói ta có lời muốn nói nàng khẩn thiết nói người sắp chết nói cũng thiện mong đại ca giúp một lần cuối nàng vốn xinh đẹp nay làm điệu bộ điềm đạm đáng yêu nước mắt long lanh ngục tốt cũng mềm lòng vài phần hắn nhận vòng tay nói được ta sẽ giúp ngươi một lần nhưng ta chỉ nhắn lại Thẩm Vũ tiểu thư có đến hay không thì ta không bảo đảm." Thẩm Đông Lăng vội vã cảm ơn. Vương bật cười lạnh, vẻ mặt uể oải, không biết là đang cười nhạo mình hay cười nhạo Thẩm Đông Lăng, hắn nói, "Ngươi nghĩ Thẩm Diệu sẽ đến cứu ngươi sao? Có đến hay không ta không biết." Thẩm Đông Lăng đổi mặt, không còn nhu nhược mà tỏ ra tàn nhẫn, "Nếu nàng muốn cứu ta, ta cũng không ngại chịu thua. Nhưng nếu nàng không muốn" dựa vào cái gì thẩm gia đại phòng có thể bình yên vô sự sống tiếp nếu là người một nhà tự nhiên nên có nạn cùng chịu đúng như thẩm đông lăng nghĩ ngục tốt thực sự mang lời nhắn đến thẩm diệu nhưng thẩm diệu thẳng thắn từ chối cho thấy không muốn đi nàng còn đưa kinh chập một hầu bao nặng trịch để tặng ngục tốt thẩm gia bây giờ đã không còn đứng vững chỉ có đại phòng của thẩm gia vẫn như tường đồng vách sắt ở định kinh thành Hai năm trước thẩm tín bị giáng chức đuổi khỏi định kinh thành, không ngờ hai năm sau lại trở về, hơn nữa thái độ còn cứng rắn hơn, không còn khiêm tốn, nhưng lại khiến người khác không bắt được nhược điểm. Văn Huệ Đế đối xử với hắn cũng phải khách khí vài phần. Một là tù nhân, một là võ tướng quyền cao, ngục tốt không chọn đắc tội võ tướng vì tù phạm. Ngục tốt rơi đi, thẩm diệu ngồi trước gương trang điểm, kinh chập một bên chải đầu, một bên hỏi nô tỳ còn tưởng cô nương sẽ đi gặp tam tiểu thư một lần. Cốc vũ chừng nàng một cái, cô nương gặp nàng làm gì, thẩm ra nhị phòng tam phòng không liên quan đến chúng ta. Huống hồ họ phạm tội chết, cô nương vô duyên vô cớ đi gặp, người khác nghi ngờ, liên lụy làm sao. Kinh chập le lưỡi, cô nương trước đây không cũng đã gặp nhị tiểu thư đại tiểu thư lần cuối sao. Thẩm Đông Lăng không phải người thường. Thẩm Diệu nghe hai người tranh chấp, mở miệng, cố ý đặt bẫy ta, ta không đi khiêu chiến. Bẫy, kinh chập biến sắc, cô nương nói tam tiểu thư muốn hại cô nương sao? Phải đề phòng người, thẩm diệu lạnh nhạt. Thẩm phủ các nữ nhi, thẩm nguyệt và thẩm thanh do mẫu thân nương chiều mà ác độc nhưng tâm cơ không thâm trầm, vì tuổi còn nhỏ, nhiều việc chưa rõ ràng. Nhưng thẩm đông lăng khác, từ nhỏ bị nhậm uyển vân chèn ép, cha đẻ thẩm quý lại mặc kệ, trong tình thế ấy thẩm đông lăng kiên cường hơn người thường nàng có thể sống mười mấy năm bị chèn ép đủ để chứng minh điều này đối với kẻ địch như vậy thẩm diệu không bao giờ xem thường thẩm nguyệt và thẩm thanh nếu bị đòn nặng sẽ hoảng loạn nhưng thẩm đông lăng sẽ nắm lấy cơ hội miễn không chết vẫn tính toán cho mình nhìn thẩm đông lăng đối xử tàn nhẫn với cha ruột thẩm diệu không tin nàng sẽ có cảm tình gì với mình cốc vũ nói không biết nàng nghĩ gì, đã vào lao, chắc không lật nổi trò gì. Không cần lo, miễn ta không đi, sẽ không có sai lệch. Thầm diệu động viên, nếu nàng muốn cầu ta giúp, ta không giúp được, đi cũng vô ích. Nếu nàng muốn kéo ta xuống nước, ta không gặp nàng, tự nhiên không thể làm gì. Kinh chập gật đầu, đúng vậy, không đi là đúng. Thầm diệu cục mắt, nhưng có điều nàng kỳ quái. Thái tử và vương bật vào ngục vì hoàng phủ hảo, nhưng văn huệ đế định tội nhanh như vậy, ngoài tần quốc hoàng đế, chắc cũng liên quan đến vụ buôn lậu muối. Văn huệ đế không chịu được người giành tài phú dưới mí mắt, dù là con ruột. Tần quốc hoàng đế ép thêm văn huệ đế giận dữ, mới quyết định nhanh như vậy. Chỉ là, tin vụ buôn lậu muối từ đâu ra? Là tạ cảnh hành làm sao? Nàng nâng quay hàm suy nghĩ trong cung, dưỡng tâm điện. Hoàng hậu quỳ dòng dã một ngày. Từ bình minh quỳ đến chiều, ngày đông lạnh, đất băng, quỳ một ngày, không có đệm, đầu gối dễ thụ hàn, thân thể cứng ngắc. Dù trời có nắng, hoàng hậu bình thường không vấn đề gì, giờ mồ hôi đổ giọt, cắn chặt răng, yên lặng quỳ, như sắp ngã. Cung nhân khuyên, nương nương, về trước đi. Bệ hạ chắc bận việc, nương nương không nên tổn thương thân thể trời lạnh dễ phong hàn. Bản cung phải lại, hoàng hậu kiên định, quý đến bệ hạ thay đổi tâm ý mới thôi. Thái giám truyền lời hoàng hậu đến văn huệ đế, văn huệ đế giận tím mặt, cứ để nàng quỳ. Muốn chậm thay đổi tâm ý, đừng hòng. Từ khi biết thái tử bị định tội, hoàng hậu muốn gặp văn huệ đế cầu xin, nhưng văn huệ đế không gặp. Hoàng hậu lo lắng cho thái tử, chỉ quỳ trước dưỡng tâm điện, nghĩ quỳ lâu văn huệ đế sẽ nể tình mà cho nàng vào hoàng hậu biết thái tử đã phạm sai lầm lớn nếu trước sự việc của hoàng phủ hạo người tinh tường có thể nhận ra điều bất thường văn huệ đế cũng bởi vậy mà còn chút che chở cho con trai nhưng việc buôn lậu muối của vương gia đã làm tiêu tan điểm hổ thẹn cuối cùng trong lòng văn huệ đế hiện tại văn huệ đế căm giận thái tử không kịp làm sao có thể nghe lời hoàng hậu khuyên hoàng hậu không còn cách nào khác. Dù làm phu thê với văn huệ đế nhiều năm, nàng hiểu rõ ông nghĩ gì. Nhưng thái tử là con trai duy nhất của nàng, vì đứa con này, quỳ cả đời nàng cũng cam lòng, một ngày có đáng gì. Khi đang giằng co, nàng nghe phía sau có tiếng cười khẽ, ai đó yêu kiều bước tới. Một thân áo hồng thêu vàng, xiêm y sáng lấp lánh, nàng ta nhìn hoàng hậu, nói, tỷ tỷ làm sao quỳ ở đây dọa muội một phen, còn tưởng tỷ tỷ cùng muội đi hành lễ lớn thế này, sau này đừng đùa như vậy. Hoàng hậu cắn răng nhìn nàng, oán hận đến nghiến răng. Người này chính là Từ Hiền Phi. Thật ra, việc thái tử buôn lậu muối bị lộ, hoàng hậu nghi ngờ không tách rời Chu Vương và Tĩnh Vương, vì thái tử vừa chết, hai người họ sẽ bớt đi một kình địch. Nhưng trước mắt không có chứng cứ, nàng khó nói. Từ Hiền Phi lại có bản lĩnh thêm dầu vào lửa. Từ Hiền Phi cười duyên, hỏi: "Tỷ tỷ làm sao không vào, hẳn là làm sai chuyện gì, quỳ cầu bệ hạ tha thứ. Nếu không, để muội vào biện hộ giúp tỷ tỷ nhé." Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.